X51 Story mến chào quý thính giả. Tuy sách vở lịch sử ghi chép không nhiều, Tam Quốc Chí cũng chỉ có ghi chép qua loa trong Võ Đế Ký và Chư Hạ Hầu Tào Truyện, nói rằng lực lượng này là bộ đội tinh nhuệ của Tào Tháo là cũng có căn cứ. Theo Tam Quốc Chí, phần Ngụy Thư nói, Hổ Báo Kỵ Do Thuần, tức Tào Thuần, đốc thúc khắp thiên hạ kiêu nhuệ, có lẽ trăm người chọn một. Có thể thấy rằng, các thành viên của lực lượng này đều là trăm người chọn một. Nói cường điệu một chút, trong binh lính thông thường người có thể làm tướng lĩnh thì trong Hổ Báo Kỵ chỉ có thể làm một binh sĩ bình thường. Có thể tưởng tượng một chút là khả năng chiến đấu mạnh mẽ của lực lượng này thuộc dạng hàng đầu trong quân đội ba nước thời đó. Hổ Báo Kỵ tác chiến dũng mãnh, giống như hổ báo vậy, cho nên mới gọi danh hiệu là Hổ Báo Kỵ. Theo giả sử, Hổ Báo Kỵ sở dĩ dũng mãnh vô địch là vì quân đội trước hết chọn từ các phạm nhân tử tội, chỉ cần có một hy vọng sống thì sẽ phân khích toàn lực chiến đấu. Đánh trận nhiều, chỉ có kỵ binh nhẹ thì rất khó đánh thắng, cho nên huấn luyện một lực lượng tinh nhuệ, tố chất cao là rất cần thiết. Sau trận Quan Độ, Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, đồng thời tiêu diệt hết tàn dư của Viên Thiệu, từ đó Tào Tháo ổn định cục diện thống nhất phương Bắc. Muốn thống nhất cả nước, Tào Tháo cần nhanh chóng có một quân đội mạnh để thực hiện dã tâm bá chủ, lấy bộ binh tinh nhuệ làm đại biểu cho binh sĩ được huấn luyện tốt. Trong trận Ô Hoàn, lấy Trương Liêu làm thống soái đánh bại kỵ binh Ô Hoàn, khiến hơn 20 vạn quân đối phương đầu hàng. Nhưng khi đó, binh sĩ kiêu dũng lại không có kỷ luật nghiêm minh. Do vậy, Tào Tháo từng bước thải hồi những binh sĩ không đủ tiêu chuẩn, chiêu mộ kỵ binh trong các dân tộc thiểu số, những người này cưỡi ngựa giỏi, tác chiến tốt, dần dần hình thành lực lượng quân sự quan trọng. Do là một lực lượng tác chiến quan trọng của quân đội, kỵ binh túc vệ trong Hổ Báo Kỵ binh đều là tử đệ thân thích. Tam Quốc Chí nói thông lĩnh của Hổ Báo Kỵ nổi tiếng có 8 vị là Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Chân, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng. Kỵ binh Hổ Báo Kỵ giỏi về tác chiến buôn tập, chủ yếu dùng đánh chính diện. Những kỵ binh này đều thể chất mạnh mẽ, trung thành, sức chiến đấu cao. Vì lực lượng Hổ Báo Kỵ ít được ghi chép cho nên trở thành một lực lượng bí mật nhưng không dễ bỏ qua. Bởi vì thống lĩnh của lực lượng này đều là người thân thuộc của Tào Tháo. Họ không bao giờ chịu sự quản chế của bất kỳ ai khác, dù cho người đó là một mưu sĩ sùng thần. Nước Đại Việt ta vào thời kỳ vua Trần Thái Tông, trong tay triều đình nhà Trần thì đội quân tinh nhuệ nhất chính là cấm quân. Mà trong cấm quân thì thiện chiến nhất là đội quân Thánh Dực. Đội quân Thánh Dực chia làm Thánh Dực quân và Thánh Dực dũng nghĩa. Thánh Dực quân chuyên bảo vệ vua, cho nên xuất thân thuộc tầng lớp hoàng gia. Trong khi đó, Thánh Dực dũng nghĩa là đội quân thiện chiến hơn, từ xuất thân cho đến huấn luyện đều rất đặc biệt, thậm chí kỳ lạ hiếm có. Những người thuộc đội quân Thánh Dực dũng nghĩa vốn là những đứa trẻ từ tấm bé không người thân thích, không chốn dung thân, được triều đình nhận nuôi nấng. Ngoài ra còn có những ai gia cảnh quá khó khăn buộc phải làm đầu trộm đuôi cướp và bị triều đình bắt được, biết họ ăn trộm do quá nghèo khổ mà bất đắc dĩ phạm tội nên thu nạp cưu mang họ. Ngoài ra còn có những người cùng đinh của xã hội, không nhà cửa, cô nhi không ai quan tâm cũng được thu nạp vào đội quân này. Đội quân này được thu nạp từ lúc còn nhỏ hay trẻ tuổi, được đào tạo võ công đánh trận rất bài bản với kỷ luật nghiêm khắc, được đối xử và hưởng lương cao như những quân thiện chiến khác. Qua nhiều năm rèn luyện cho đến tận khi trưởng thành nên đội quân này vô cùng thiện chiến, lại có kỷ luật nghiêm, có thể đương đầu với đội quân đông hơn rất nhiều lần. Ngoài ra do quân Thánh Dực dũng nghĩa có xuất thân nghèo khó không nơi nương tựa, được triều đình cưu mang nên họ tuyệt đối trung thành, luôn chiến đấu với tinh thần cản tử, không ngại gian khó, quyết chiến đến cùng và không có khái niệm đầu hàng. Trong từ Thánh Dực thì Dực là đôi cánh, Thánh Dực nghĩa là đôi cánh thần thánh vậy. Trong 3 lần đối mặt với vó ngựa Mông Cổ, đội quân này đều trải qua những trận đánh đáng chú ý, cho thấy sự thiện chiến của họ. Thế nhưng đội quân thiện chiến nhất của Đại Việt lại là đội quân Ngũ Yên của Trần Quốc Tuấn. Đây là đội quân do An Sinh Vương Trần Liễu nuôi dạy từ tấm bé với những người thầy giỏi nhất, mang ý định giúp ông rửa hận chiếm ngai vàng. Tuy nhiên quân Ngũ Yên là đội quân riêng của Trần Quốc Tuấn chứ không phải quân của triều đình. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về đội quân bí mật này nhé. Trong lịch sử triều đại nhà Trần vào giai đoạn đầu, người nắm thực quyền không phải là vua, mà là Thái sư Trần Thủ Độ, người đã ép Lý Chiêu Hoàng 17 tuổi phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh 18 tuổi, từ đó lập ra nhà Trần. Quyền lực thực chất nằm trong tay Trần Thủ Độ cho đến khi ông mất vào năm 1264. Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Trần Thái Tông, phong Lý Chiêu Hoàng là Chiêu Thánh Hoàng hậu. Năm 15 tuổi, Hoàng hậu sinh hoàng tử Trần Trịnh nhưng không may Trần Trịnh chết yểu. Sau đó Hoàng hậu không thể mang thai lại được nữa. Năm 1237, vua Trần Thái Tông mãi vẫn chưa có con, điều này khiến nhiều tôn thất nhà Trần lo lắng hậu vận nhà Trần không có người nối dõi. Lúc này anh ruột của Trần Thái Tông là Trần Liễu có vợ là bà Thuận Thiên đang có thai 3 tháng. Trần Thủ Độ liền ép bà Thuận Thiên phải làm vợ của vua Trần Thái Tông, tức ép vua phải lấy chị dâu đang mang thai. Sự việc này khiến nhà vua và anh mình là Trần Liễu đều phản đối kịch liệt, không tuân thủ theo. Nửa đêm Trần Thái Tông cùng hai cận thần trốn lên núi Yên Tử, gặp quốc sư Phù Vân là bạn của mình, ngỏ ý muốn nương nhờ cửa Phật. Quốc sư trả lời rằng, trên núi không có Phật, mà Phật ở ngay trong tâm ta. Lúc này Trần Thủ Độ dẫn quân tìm vua và cuối cùng gặp được nhà vua trên núi Yên Tử. Thấy nhà vua nhất quyết không chịu trở về cung, Trần Thủ Độ nói rằng,
Xa giá ở đâu tức là triều đình ở đó, rồi ra lệnh xây ngay cung điện trên núi Yên Tử. Quốc sư Phủ Vân phải khuyên vua trở lại kinh thành và Trần Thái Tông đành đồng ý. Trần Liễu uất ức vì bị mất vợ, nhân lúc Trần Thủ Độ dẫn quân đi tìm vua liền đem quân của mình đến đánh chiếm kinh thành. Thế nhưng Trần Thủ Độ vốn có rất nhiều kinh nghiệm, nên khi dẫn quân đi tìm vua đã đề phòng có biến, dặn dò sắp đặt trước mọi việc cho các tướng lĩnh giữ thành. Vì thế quân Trần Liễu chưa kịp tới kinh thành thì đã bị bao vây. Không đủ sức chống lại quân triều đình, Trần Liễu bỏ chạy. Biết rằng khó thoát tội chết, lại nghĩ rằng bây giờ chỉ có em mình là vua Trần Thái Tông mới cứu được mình, liền hẹn vua ở sông Cái, rồi đem thân đầu hàng. Tới khi gặp Trần Thủ Độ, Trần Thái Tông đem thân mình che chở bảo vệ cho anh khiến Trần Thủ Độ không làm gì được. Trần Thủ Độ tức lắm ném gươm xuống sông và nói, ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào. Trần Liễu được tha nhưng quân tướng đi theo ông thì bị xử tội chết hết cả. Thân tín của ông là Trần Hiến đem toàn quân của phủ An Sinh Vương tiến đánh phủ Thái Sư Trần Thủ Độ cũng thất bại. Hai vợ chồng Trần Hiến cùng toàn bộ binh tướng của An Sinh Vương Trần Liễu đều bị xử chém. Chỉ một mình An Sinh Vương Trần Liễu thoát chết, còn tất cả những ai theo ông đều chết cả, vì thế ông rất yêu thương con cái của những thuộc tướng trung thành với mình. Ông đưa con trai và con gái của Trần Hiến là Trần Tử Đức và Trần Ý Minh về Ngũ Yên nuôi nấng, yêu thương chăm sóc như con đẻ, con cái của những người khác cũng được ông xem như người một nhà. Nhận thấy cuộc binh biến của mình thất bại phần lớn là do quân không tinh nhuệ bằng cấm quân của triều đình và quân của Trần Thủ Độ, nên Trần Liễu đã tìm những người giỏi võ công nhất truyền lại cho con cái những người từng theo mình, lập thành một đội gia binh, nhưng thực chất là đội quân thiện chiến, đặt tên là Ngũ Yên. Ông đặc biệt chú ý tới những đứa trẻ con cái của những thuộc tướng trung thành đã vì mình mà mất. Với ý định phục thù, Trần Liễu đã xây dựng đội quân Ngũ Yên ngày càng hùng mạnh, hầu hết đều được học võ từ tấm bé đến tận khi trưởng thành, võ công nhiều người đều ở mức thượng thừa. Trần Liễu từ sớm cũng cho con trai của mình là Trần Quốc Tuấn đến kinh thành Thăng Long ăn học ở nhà em gái là Thụy Bà công chúa, tìm thầy giỏi về dạy học cho Trần Quốc Tuấn. Ngay từ thời trẻ, Trần Quốc Tuấn đã giỏi võ và thông thạo binh pháp. Trần Liễu hy vọng rằng Trần Quốc Tuấn có trong tay đội quân tinh nhuệ Ngũ Yên sẽ phục thù được cho mình. Theo một số ghi chép trong sử Việt thì chưa có một đội quân nào được tinh nhuệ như quân Ngũ Yên. Chỉ huy đội quân này là Trần Tử Đức cùng em gái là Trần Y Ninh và vợ là Bùi Thiệu Hoa cùng các tướng lĩnh khác. Họ đều là những tướng vô cùng thiện chiến, cũng là những dũng tướng đóng góp cực lớn cho cuộc chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất. Năm 1251, An Sinh Vương Trần Liễu qua đời, đã chăng chối với Trần Quốc Tuấn rằng, con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Khi quân Mông Cổ chiếm được Đại Lý, chuẩn bị đưa quân tiến đánh Đại Việt, thì triều đình nhà Trần cũng sôi động bàn kế chuẩn bị đối đầu với đội quân hiếu chiến bậc nhất này. Nhiều tướng quân đề xuất với vua Trần Thái Tông cần phải có một người giữ chức tiết chế để chỉ huy toàn quân đối phó với giặc mà chức tiết chế hiện chưa có ai đảm nhiệm. Qua các phiên tiết triều, các tướng đều thấy rằng vị trí tiết chế này chỉ có Trần Quốc Tuấn là người xứng đáng đảm đương nhất, vì thế nhiều tướng đề cử Trần Quốc Tuấn vào vị trí này. Tuy nhiên người nắm giữ quân đội và cũng là người có thực quyền lớn nhất trong triều là Thái sư Trần Thủ Độ đã không đồng ý. Trần Thủ Độ lo lắng rằng Trần Quốc Tuấn thực hiện lời chăng chối của cha, nếu nay giữ chức tiết chế binh mã thì sẽ nhân cơ hội cướp ngôi vua, vì thế mà ông ta cùng các tùy tướng không đồng ý. Cuối cùng, trong một phiên thiết triều, trước yêu cầu của tướng lĩnh, vua Trần Thái Tông đã phải đồng ý phong Trần Quốc Tuấn làm tiết chế. Tuy nhiên vua chỉ tuyên bố, nhưng chưa ban chiếu chỉ cũng như kiếm báo tiết chế. Trong cuộc chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất của Đại Việt vào đầu năm 1258, một trong những trận đánh khó khăn và quan trọng then chốt là trận Phù Lỗ. Nhiệm vụ khó khăn bậc nhất này được giao cho vợ chồng Trần Tử Đức và Bùi Thiệu Hoa, cùng em gái của Trần Tử Đức là Trần Ý Ninh. Vào đầu tháng Giêng năm 1258, quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của một Lương Hợp Thai tiến đánh Đại Việt, quân nhà Trần vừa đánh vừa lùi nhằm bảo toàn lực lượng. Vua Trần tập hợp đại quân ở Bình Lệ Nguyên, nay là huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, để chặn đường quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long. Quân Mông Cổ đến Bình Lệ Nguyên, quân nhà Trần tập trung ở đây có cả vua Trần Thái Tông cùng các hoàng tử. Hai bên đã giao chiến một trận kịch liệt. Quân Mông Cổ tìm cách tiếp cận và tiêu diệt vua Trần nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Đây được xem là trận đánh quy mô lớn đầu tiên giữa Đại Việt và Mông Cổ, giúp quân Đại Việt Liễu giải sức mạnh làm kinh hoàng khắp Á Âu của đội quân này. Giữa lúc cuộc chiến diễn ra ác liệt, ngự sử trung tán Lê Tần luôn bên cạnh hộ giá bảo vệ nhà vua. Khi vua Trần cùng các tướng đang mang khí thế quyết đánh đến cùng, thì qua quan sát thế trận, Lê Tần tâu với vua rằng: "Nếu bây giờ bệ hạ làm như thế, thì chỉ như người dốc hết túi tiền để đánh nốt tiếng bạc mà thôi. Tôi tưởng hãy nên lánh đi, không nên khinh thường mà nghe người ta được." Vua Trần như tỉnh cơn say, cho rằng Lê Tần nói phải, liền cho toàn quân lên thuyền rút đi nhằm bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội phản công. Ngột Lương Hợp Thai cho quân lên thuyền đuổi theo vua Trần, các cánh quân nhỏ địa phương thì đánh cản quân Mông Cổ để vua Trần rút đi. Đến Phủ Lỗ, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là cửa ngõ vào thành Thăng Long, vua Trần quyết bày trận đánh quân Mông Cổ. Tình thế bất lợi khiến vua Trần phải tìm cách rút đi.
vua giao cho nhóm quân tinh nhuệ Ngũ Yên của Trần Tử Đức cùng phu nhân là Bùi Thiệu Hoa và em gái của Tử Đức là Trần Ý Ninh chặn giặc lại càng lâu càng tốt, để nhà vua rút lui nhằm tổ chức quân đội tìm cơ hội phản công, đồng thời di tản dân chúng đang ở trong thành Thăng Long. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và then chốt bởi vì thành Thăng Long có nhiều người dân cần di tản, trong đó có cả gia đình tướng lĩnh cùng hoàng thân quốc thích, việc di rời khỏi Thăng Long cũng có nằm trong kế hoạch dự trù lúc đầu. Trần Tử Đức cùng vợ và em vốn được học võ công rất chu đáo từ nhỏ, dù quân ít thế cô nhưng vẫn có những trận đánh rất quyết liệt khiến quân Mông Cổ không sao tiến vào được. Lo vua Trần có thời gian chạy mất nên một lương hợp thai dốc sức cho quân đánh gấp, nhưng đội quân thiện chiến vốn gây kinh hoàng từ Á sang Âu vẫn không sao vượt qua được Phù Lỗ. Tử Đức cùng vợ và em gái luôn tả xung hữu đột cùng binh lính quyết đánh đến cùng khiến quân Mông Cổ phải vất vả, lần nào sang sông đánh rồi cũng phải rút trở về. Ngột lương hợp thai dù rất sốt ruột nhưng cũng lực bất tòng tâm. Hai bên đối mặt nhau trên sông Cà Lồ, quân Mông Cổ vượt sông tiến đánh, một trận quyết chiến đã diễn ra. Quân Mông Cổ bị chặn lại nhưng vẫn quyết đánh vào đội quân chủ lực nhà Trần nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Sau hơn 10 ngày chặn được giặc, Trần Tử Đức cho vợ cùng em gái đem theo đa phần quân sĩ rút, còn mình thì ở lại chặn giặc. Khi đại quân Mông Cổ ồ ạt kéo đến, Tử Đức lại xông pha chiến trận. Nhận thấy quân Mông Cổ đã tràn ngập khắp cả chiến lũy, ông Tuấn Quốc sau khi làm tròn nhiệm vụ. Phu nhân Bùi Thiệu Hoa sau khi rút lui thì được tin chồng đã Tuấn Quốc. Bà làm lễ tế chồng, rồi tự tử chết theo phu quân. Tinh thần quả cảm chết vì giang sơn xã tắc của vợ chồng Trần Tử Đức và Bùi Thiệu Hoa đã làm cảm động ba quân tướng sĩ. Vua Trần Thái Tông đã phong cho Trần Tử Đức như sau: giao tụ thái phó, phụ quốc thượng tướng quân, kinh bắc tiết độ sứ, quan sát sứ, xử trí sứ, minh tâm tĩnh lự công thần, nghĩa hòa vương. Còn phu nhân Bùi Thiệu Hoa được phong là Hiếu Khang, Linh Anh, Trinh Nhất công chúa. Trần Ý Ninh thì được phong là Hồng Đức, Trang Duệ, Vũ Thắng công chúa, được gả cho hoàng tử con trai vua Thái Tông là Vũ Uy Vương. Sau này Trần Ý Ninh sinh ra Trần Quốc Toản. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, Trần Quốc Toản vì còn nhỏ không được tham gia, nên đã lập đội gia binh với lá cờ thêu 6 chữ vàng, phá cường địch báo hoàng ân. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.